Xin chào quý vị và các bạn. Suốt đêm qua đến giờ, người dân ở các tỉnh thành khu vực Trung Trung Bộ đã cảm nhận được gió rít và mưa lớn do bão. Lúc này, bão số 6 đang tiến sát và sẽ đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ trong ngày hôm nay. Do ảnh hưởng của bão, gió mạnh, sóng lớn và đặc biệt một đợt mưa lớn trên diện rộng xuất hiện tại khu vực Trung Bộ. Lúc 4 giờ sáng nay 27 tháng 10, tâm bão số 6 chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 120 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12. Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khoảng 20 km một giờ. Vì vậy, chỉ khoảng 10 giờ sáng nay, bão sẽ đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng với cường độ giảm khoảng 1 cấp. Sau đó, bão sẽ đi chậm lại và suy yếu dần. Đáng chú ý, bão sẽ không đi sâu vào đất liền mà có xu hướng sẽ ngoặt trở lại ra phía biển trong đêm nay và ngày mai. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khi bão tiến sát hơn tới đất liền từ sáng nay, trên đất liền ven biển khu vực từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Quý vị sinh sống ở các khu vực này cần tuân thủ các khuyến cáo của chính quyền địa phương, không ra ngoài khi không cần thiết. Một điều đáng lo ngại là hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa rất lớn từ nay đến đêm 28 tháng 10. Dự báo ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 250mm. Đáng lưu ý, trong đợt mưa này có khả năng xuất hiện mưa với cường suất lớn trên 100mm trong thời gian ngắn. Vì vậy, quý vị cần đề phòng nguy cơ về ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi, nước dâng nhanh trên các lưu vực sông khi xuất hiện mưa lớn liên tục trong vài giờ. Những thông tin tiếp theo về bão tiếp tục được chúng tôi cập nhật trên các bản tin thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!